Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc máy quay Sony HDR-PZ350. Thì hàng này thì cũng khá ít model. Nói chung là về cái dòng máy này thì hiện tại ở trên thị trường Việt Nam thì hầu như là rất ít, bởi vì Việt Nam nó sẽ không phân phối dòng này. Đấy, dòng này thì như người sử dụng nếu mà muốn cần có thì chỉ có sách tay, hàng sách tay Mỹ. Đây là con PZ350. Đó. Về thông số kỹ thuật con này thì nó cũng cấu hình quay thì nó cũng tương đương với các con khác, thì nó vẫn sử dụng len của Sony. Đấy, Sony len G. Còn về độ zoom của nó thì zoom của nó vẫn là zoom quang học 30x. Và zoom mở rộng của nó là 60x và zoom kỹ thuật số của nó là 350x. Con này thì được tích hợp bộ nhớ trong 32GB. Tích hợp bộ nhớ trong tốc độ cao 32GB và tích hợp thêm là máy chiếu, bởi vì nó là dòng PZ. Đấy, nó là tích hợp thêm được cái máy chiếu này. Và về dòng này thì vẫn tích hợp wifi cho anh em sử dụng, là mình có thể là chia sẻ truyền tải clip từ máy quay hoặc hình ảnh sang điện thoại. Đấy, mà mình không cần phải tháo thẻ nhớ hoặc là dùng đến máy tính. Chất lượng truyền tải video từ máy quay sang điện thoại nó sẽ là chế độ HD 1280x720. Đấy, về các dòng sử dụng len của Sony ấy. Đấy, cái len G này này thì mình thấy là cái hình ảnh nó cảm giác như là nó sắc nét hơn. Đấy, cái độ ổn định hình ảnh nó cảm giác như là nó sẽ đẹp hơn. Cái hình ảnh của nó sẽ không ảo ảo như kiểu mấy dòng sử dụng len của hãng khác. Về pin của dòng này thì sử dụng pin FV. Dòng pin FV này thì có dung lượng cho dung lượng quay, ví dụ như là dòng pin zin theo máy ấy, dung lượng quay của nó khá tốt. Ví dụ như mình sạc đầy một con máy này thì trên máy nó sẽ báo quay khoảng độ được 3.5 tiếng. Đấy, nhưng mà do cũng tùy, nếu mà sử dụng thì phải phụ thuộc vào người sử dụng là người thợ quay như thế nào và sử dụng như thế nào thì để được pin nó bền. Còn nếu ví dụ như test pin thì con này sẽ được khoảng độ trên 3 tiếng. Và dòng pin này thì mình có thể nâng cấp lên pin được dung lượng lớn. Đấy, ví dụ như là zin theo máy là FV50 thì mình có thể nâng cấp lên pin FV70, FV90 hoặc FV100 là lớn nhất. Đấy, FV100 ví dụ lắp vào những dòng này nếu mà sạc đầy thì trên máy nó sẽ báo được khoảng độ trên 13 tiếng. Đấy, khoảng như thế. Đấy là pin dung lượng lớn nhất của các dòng này. Đấy, ví dụ như con PZ350 của mình này, là con này là hàng sách tay Mỹ. Và bây giờ mình sẽ mở máy cho các bạn xem. Trên màn hình con này là màn hình 2,7 inch. Màn hình con này là màn hình giảm màn hình, không phải là màn hình cảm ứng. Và có nút điều khiển, đây là nút điều khiển menu lên xuống sang phải sang trái. Và đây là nút phím tắt và bộ sưu tập nhanh. Đấy, khi chúng ta ấn vào bộ sưu tập ấn vào phím này là nó sẽ ra bộ sưu tập nhanh, và ấn lại thì nó sẽ ra màn hình quay. Và phím này là phím máy chiếu. Đấy, phím trên cùng có màu xanh là phím máy chiếu. Khi chúng ta muốn sử dụng máy chiếu thì chúng ta ấn vào monitor. Con này thì còn ít pin nên là nó sẽ không cho sử dụng máy chiếu, bởi vì mình chưa sạc. À không phải, là bởi vì mình xoay ra màn hình ra đằng trước nên là nó sẽ không cho sử dụng máy chiếu được. Đấy, nó sẽ báo batter này. Nếu mà ví dụ như là pin dung lượng còn ít quá, nó không thể sử dụng cho máy chiếu ngoài thì nó sẽ báo lỗi là không thể sử dụng máy chiếu bởi vì pin, thời lượng pin còn quá ít. Đấy, bởi vì mình không sạc. Về cấu hình con này thì mình sẽ vào menu cho các bạn. Đấy, icon menu của nó sẽ có 6 icon menu. Sorting mode, đây là chuyển chế độ từ máy quay sang chụp ảnh. Đó, còn mục thứ hai là camera mic. Thì cái mục này thì nó sẽ cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, là về cài đặt máy quay, cài đặt camera và mic thu âm.
đó, rất cho chúng ta rất nhiều lựa chọn. Đây là chống rung này, chống rung thì nó có 4 lựa chọn: off, sang tay là chuẩn, active là thông minh, và internet là thông minh. Cái này là thông minh, cái này là cao nhất này. Mình không hiểu tiếng Anh lắm nhưng mà cái này là cao nhất này. Ví dụ như chúng ta cộng vào, chúng ta ấn vào thế này thì trên bàn tay ở góc này đấy, nó sẽ có hai, ví dụ hai bên bàn tay góc này là nó sẽ đấy, ví dụ như là đây có chữ A, C, T này, có thêm chữ Y đấy, là chống rung rất tốt. Pin sắp hết rồi, mình sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn bởi vì pin sắp hết. Và đây là IMG Quality Size, thì cái mục này là mục cài đặt cấu hình quay. Ví dụ như là dòng này là dòng sách tay, nó sẽ là có chế độ là 60i và 60p. Ở định dạng 60p này là nó sẽ cho tốc độ quay là 28m. Còn 60i này thì nó sẽ có 4 lựa chọn. Ví dụ như 60i này là nó sẽ có 4 lựa chọn này: FX này là 24m này, FH là 17 và HQ là 9 và LP là 5. Đấy. Dưới này thì cho có, chúng ta có mục đua video rec này. Đua video rec này là cái chức năng này ấy, khi chúng ta muốn chuyển clip từ máy quay sang điện thoại thì chúng ta phải bật ở cái chế độ đua video rec này. Đấy, bật on lên thì sẽ có file cho chúng ta chuyển từ máy quay sang điện thoại. Và nếu mà chúng ta thấy nó không hiển thị mục đua video rec này lên, không thể chọn được, thì tức là ở camera mic này chúng ta chọn mục này, ở mục standby shot này, nếu mà chúng ta chọn mục này thì nó sẽ không cho bật đua video rec lên, chúng ta phải chọn mục thông minh thôi thì nó sẽ cho chúng ta chọn mục đua video rec. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ chọn được ngay on off. Hoặc là ví dụ như chúng ta chọn ở mục 60p thì nó sẽ không cho phép bật đua video rec. Đó, đua video rec sẽ không cho bật. Và độ phân giải hình ảnh của con này là chụp ảnh tĩnh là 9.2 megapixel. Đó, và chất lượng quay của nó là đi 2.29 megapixel. Đấy là chất lượng quay phim, còn ảnh tĩnh là 9.2 megapixel. Ở đây chúng ta sẽ có bộ sưu tập ảnh này, edit copy này, là chúng ta sẽ, trong này chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như là xóa hoặc là sao chép chuyển từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ, từ thẻ nhớ sang bộ nhớ trong. Và có chức năng máy chiếu này, máy chiếu này là qua cổng ngõ kết nối qua máy chiếu này, đây là cổng kết nối máy chiếu này, và cổng kết nối máy với TV HDMI out này, và ổ thẻ này. Đấy, và đây là có mục máy chiếu này, mục xóa này, và mục send to computer là chuyển sang máy tính này, view on TV này là xem trên TV, và send to smartphone là chuyển clip và ảnh từ máy quay sang điện thoại. Đó. Và đây có mục setup. Setup này là cài đặt, ví dụ như là cài đặt bộ nhớ này, thông số bộ nhớ này, thông xóa bộ nhớ này, format này, thẻ và bộ nhớ trong này, ref file này là đồng bộ này. Đấy, file number này là hiển thị tên file trong bộ sưu tập. Và có nhiều lựa chọn khác, ví dụ volume này, volume của loa này. Và rất có nhiều lựa chọn giữa kết nối mạng và USB. Đó. Ngôn ngữ này, thông tin pin này. Đấy, thông tin pin của mình đây hiện tại chỉ còn 10% thôi, và quay được khoảng độ 5 phút, sử dụng khoảng độ 5 phút nữa. Và đây là internalizer này, là reset máy. Đấy, cài đặt ngày giờ và rất nhiều tính năng khác. Đấy, để bây giờ mình sẽ thao tác nhanh cho các bạn, nhưng mà cũng có thể là máy hết pin rồi nên mình sẽ không hướng dẫn cái cách thức là chuyển máy chuyển clip từ máy quay sang điện thoại nữa. Bây giờ mình sẽ chỉ gọi là hướng dẫn, giới thiệu qua cái chiếc máy PG350 này. Về dòng PG350 này thì số lượng máy ở trên Việt Nam thì rất ít. Chất lượng quay của nó, hình ảnh là rất đẹp. Đây là thanh
điều chỉnh độ nét của máy chiếu các bạn nhé. Đây là công tắc mở len, mở ống len, ống kính. Đấy, dòng này thì mở bằng tay. Có nhiều dòng modem khác nhau thì có thể là có nhiều dòng mở bằng, nó sẽ mở tự động. Ví dụ như là dòng CX455 này, hay là PG670, PG675, 540 này, 430 này, nhiều dòng nó sẽ tự động mở ống kính khi chúng ta mở máy lên. Đây là phím photo. Đây là chức năng phím zoom, zoom lên zoom xuống. Và đây là phím quay, start stop. Tất cả các dòng máy quay Sony thì không thể dừng quay và quay tiếp được các bạn nhé. Có nghĩa là khi chúng ta ấn này là nó sẽ quay, và chúng ta ấn lần nữa là nó sẽ stop lại và nó sẽ lưu video đấy. Và khi chúng ta ấn lại nó sẽ lưu, nó sẽ quay một video mới, chứ nó không thể là quay tiếp video cũ được. Và đây là cổng DC in của sạc, loại sạc adapter. Đây là cáp kết nối với máy tính. Và sạc chúng ta cũng có thể sạc qua USB được, sạc qua cổng sạc USB. Và cái này là kết nối máy tính. Khi chúng ta kết nối máy tính thì chúng ta phải mở máy quay ra thì nó sẽ báo kết nối máy tính. Còn khi sạc thì chúng ta gập máy vào, nó sẽ hiện lên đèn vàng ở đây, Power CHG này này. Đèn vàng này nó sẽ hiện lên, và khi đầy pin thì đèn vàng này sẽ tắt. Các bạn yên tâm là những dòng, tất cả những dòng máy quay này là nó sẽ có chức năng là tự ngắt sạc. Khi chúng ta sạc đầy, kể cả là qua đêm thì nó sẽ tự ngắt, nên là pin của nó sẽ không bao giờ bị chai và chất lượng pin lúc nào cũng đảm bảo. Hiện tại thì mình đang bán các loại máy quay zoom lớn, massage, ví dụ như là 54 hoặc là 60x và Full HD cho anh em. Những cái dòng này mình sẽ bán ra cho anh em là mình sẽ bao lỗi đổi trả trong vòng 1 tuần. Đấy, nếu mà xác định là trong vòng 1 tuần đầu sử dụng, nếu mà máy có lỗi, không sử dụng được, các bạn được phép là đổi máy khác hoặc là trả lại, mình sẽ hoàn tiền 100%. Và mình bảo hành cho anh em là 6 tháng từ máy đến phụ kiện. Đấy, máy của mình bán ra hiện tại bây giờ là mình sẽ có tem bảo hành, tem dán bảo hành của mình, nên là các bạn yên tâm sử dụng. Mình thì hiện tại mình đang ở chợ Phú Quang, Hà Nội. Và sau đây là mình sẽ làm clip test của zoom và chất lượng của dòng PG350 này cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.